Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Nhân Trung, mã số sinh viên 16151275, thuộc lớp vi xử lý nhóm 7 của thầy Nguyễn Văn Hiệp. Sau đây mình sẽ thực hiện bài tập số 1 của thầy, vẽ lại mạch điện dùng Proteus, vẽ lưu đồ giải thuật, viết code điều khiển và mô phỏng theo yêu cầu. Switch off thì đèn off, switch on, đầu tiên đèn off, nhấn on đèn sáng, nhấn off đèn tắt. Đây là bài mô phỏng Proteus của mình. Tổng cộng có 10 linh kiện tất cả, các bạn có thể vô chữ B và nhấn vào keyword để tìm các linh kiện. Đầu tiên là con BIC16F887, crystal thạch anh 10 MHz, các button, các điện trở red, diode, ambient, relay, battery 12V, đèn 12V và switch. Theo yêu cầu thì mình có đây là chân reset được nối với chân RE3, switch power được nối với chân RE2, button on nối với chân RB2, button off nối với chân RB1, RB0 được làm chân xuất tín hiệu qua ambient, điều khiển relay để điều khiển đèn 12V. Và ở đây là thạch anh 10 MHz được nối với chân RA6, RA7. Sau đây là giải thuật và code của mình. Bắt đầu thì đèn sẽ tắt. Kiểm tra switch lần thứ nhất nếu được bật. Nếu đúng thì kiểm tra switch lần thứ hai, nếu switch được bật thì kiểm tra. Nếu như switch bật và nút off được nhấn thì đèn sẽ tắt. Hoặc nếu sai thì kiểm tra tiếp. Nếu switch bật và nút on được nhấn thì đèn sẽ sáng. Sau đó thì thực hiện vòng lặp lại với switch on lần thứ hai. Và cứ tiếp tục như thế đến khi nào switch off, tức nút switch bị hở thì switch trên đây cũng hở theo. Thì sẽ suy ra điều kiện này là sai và quay lại đèn sẽ tắt. Và khi đèn sẽ tắt thì bắt chương trình lại bắt đầu thực hiện vòng lặp kiểm tra đến khi nào switch on. Khi switch on thì sẽ tiến hành kiểm tra button on và button off có cái button nào được nhấn hay không. Qua đây phần code của mình, đầu tiên là khai báo thư viện 16F887.h, tiếp theo là khai báo xung lốc 10 MHz, set trig B là E0, set trig E là FF, trig B tức thanh ghi B là E0, bởi vì ở đây ta có chân RB0 là chân xuất tín hiệu output và chân RB1, RB2 là chân nhận tín hiệu input. Trig E là FF bởi ta có RE2 và RE3 đều là chân input. Sau đó vào dòng lập while true. Đầu tiên cho đèn tắt, output pin B0 tắt. Set lần thứ nhất. Nếu như switch ở chờ switch tức chân pin E2 được nhấn thì kiểm tra lần thứ hai. Nếu như chân pin E2 được nhấn thì sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu như chân E2 và chân button off được nhấn thì sẽ tắt. Nếu như chân E2 và chân button on được nhấn thì sẽ là bật đèn. Và sau đó thì thực hiện vòng lặp trong vòng while. Khi chân switch được bị hở thì vòng while sẽ bị phá vỡ và thoát khỏi vòng while. Sau đó cũng thoát khỏi vòng if. Và khi đó thì chương trình sẽ quay lại vòng while lớn. Và tiếp tục với câu lệnh đầu tiên là cho đèn tắt. Cho đến khi nào switch được nhấn kính, được đóng kính lại, tức switch on, thì sẽ tiếp tục kiểm tra các chân button là button off và button on để tắt mở đèn. Sau đây sẽ là phần mô phỏng của mình trên Proteus. Đầu tiên thì mình sẽ cho switch hở, không nhấn button. Ở đây thì đèn đang được để hở, đèn tắt. Nhấn mô phỏng. Đầu tiên là switch hở, đèn tắt.
Switch đóng, đèn vẫn tắt. Nhấn on, đèn sáng. Nhấn off, đèn tắt. Nhấn lại on, đèn tiếp tục sáng. Mở switch, đèn tắt. Đóng switch, đèn vẫn tắt. Nhấn on, đèn sáng. Nhấn reset, đèn tắt. Video mình đến đây xin hết. Cảm ơn các bạn và thầy và các bạn đã theo dõi.